Hàng xóm bẩn tính. Đây, ông tính thế nào đi chứ? Chả nhẽ lại chịu thua hai mẹ con nhà hàng xóm à? Bà làm gì mà cứ nhằn lên thế? Đâu khắc có đó, vội vàng là hỏng việc, hiểu chưa? Nhưng mẹ con họ lì lắm. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Thuê cả đầu gấu, dọa nạt mà mẹ con bà Thúy vẫn nhất định không chịu bán nhà, dọn đi đâu hết. Này nha, tôi là tôi cấm việc, bà nhờ đầu gấu đấy. Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Không việc gì phải làm ầm ĩ. Bà làm thế vừa mang tiếng vừa hỏng việc ít gì. Ông cứ nói thế, cơ mà ăn thua gì đâu. Cứ dùng kế như tôi nhẹ nhàng mà sâu cay cho mẹ con họ sợ, tất họ sẽ tự nguyện rời đi. Mình vừa được việc lại không mang tiếng. Con chào ba mẹ. Sang một mình thôi à? Bụng mang dạ chữa, sao không bảo chồng nó đưa sang? Anh ấy vẫn bận chuyện đất cát đấy, rõ mệt. Ba mẹ xem thế nào, mua đất mảnh đất nhà bà Thúy cho vợ chồng con đi. Thôi được rồi, để ba mẹ tính. Ba mẹ không thể để mất cơ hội này được. Theo tin mật thì thành phố sẽ mở đường vành đai 3 qua huyện ta. Con đường ấy mở thì nhà mình ở mặt đường. Mua được nhà bà ấy thì tha hồ thuận tiện buôn bán làm ăn à. Bố mẹ biết rồi, con không phải lo. Năm nay con được 2 điểm 10 mẹ ơi. Con phải cố gắng học hành, để sau này có công ăn việc làm ổn định, mẹ con mình mới bớt khổ được. À, này chị ơi, sao chị vô ý thế? Hắt nước ướt hết người mẹ con tôi rồi. Ấy chết, hai mẹ con ngồi đấy à. Tôi không biết, lỡ tay hắt chậu nước tới cây. Bó rau thì vào ngồi lui vào trong, tránh cái hàng rào ra hộ nhé. Người đâu thật là tai ngược. Hai mẹ con nó vừa được tắm xong. Cứ thế thôi, chán nhẹ ắt cũng phải biến đi thôi. Hả? Sao thế này? Sao lại có người ác ý thế chứ? Sao nhà cô Thúy lại nhiều rác thế kia? Vâng, chả biết ai vô ý thức nên vứt rác bừa bãi, vứt cả sang nhà tôi bà. Họ xem nhà tôi như chỗ để rác không bằng. Ừ, mà tôi chả hiểu cô gây thù chuốc oán với ai, suốt ngày thấy bị đe dọa. Hôm thì đầu gấu đến tận nhà. Nào tôi dám gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Tôi nghe bảo cô định bán mảnh đất này hả? Cô tính thế cũng được, mà nếu có bán, cô để cho vợ chồng tôi nhé. Không bà, đất là của cha ông để lại. Bà nghe ai bảo thế? Ở đây quen rồi, lại có bà con hàng xóm. À, đau quá, đau quá, đau quá. Trời, cái Mai làm sao thế kia? Nín đi nào, nín đi cháu ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, hôm nay mẹ con cháu không biết ra sao nữa. Ôi dào, ơn huệ gì. Nghỉ ngơi đi cho khỏe cháu à. Sao cô lại ở đây? Con gái còn không sao chứ? Hôm nay con sang nhà, giữa đường mưa to, đường trơn nên bị ngã xe. Cũng may có cô Thúy nên mẹ con của con mới sống sót được à. Ôi, đúng là phúc nhà tôi còn lớn lắm. Cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm với nhau có gì mà chỉ bảo ơn với Huệ. Thôi, hai bác ở lại với cháu. Tôi xin phép về đây. Vâng, cô về. Cảm ơn cô nhé. Tôi ân hận quá. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định mua lại mảnh đất của cô ấy thôi. Vâng, nghĩ mình cũng tệ với cổ. Có lẽ còn phải sang xin lỗi vì những việc mà vợ chồng mình gây ra nữa chứ. Cháu ngoan, cháu sinh ra đã có phúc, nhất định lớn lên sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Ba cần gì hơn? Ông Nhàn ơi, tôi đây, có việc gì thế? Bưu chính xã nhắn ông xuống nhận tiền con trai cả gửi về kìa. À ừ, tôi biết rồi, cảm ơn ông nhé. Gớm, sướng nhất nhà ông,
Có cậu con trai cả thành đạt, giỏi giang, lại hiếu đạo. Thôi tôi về đây, chào ông. Ba, anh hai gửi tiền hả ba? Thế anh có nói khi nào về không ba? Không con à. Hay con thử gọi hỏi anh xem sao. Vâng, để con gọi luôn. Anh hai à, em và ba vừa nhận được tiền anh gửi rồi. Thế à, em và ba muốn mua cái gì, ăn cái gì thì cứ mua đi nhé. Đừng có tiết kiệm quá, đồ gì tốt cứ mua. Dạ em biết rồi. Thế anh đang làm gì đó? Anh đang làm. Anh ơi, cuối tuần này anh có về thăm ba được không? Ba bệnh hay sao? Anh thì bận lắm. Nhưng nếu như ba không khỏe, cứ nói với anh. Anh sẽ về đưa ba đi bệnh viện. Không, ba không bệnh. Vậy để lúc khác anh về. Thôi anh làm việc đã nhé. Ba ơi, anh nói anh bận không về được. Ba biết rồi. Ăn nhiều đi con. À đúng rồi, cuối tuần này nghỉ lễ 4 ngày, cả nhà đi du lịch đâu đó đi. Mình tranh thủ về quê chơi thăm ba đi. Cả năm nay mình chưa về lần nào, ba và cô Út cứ nhắc suốt. Không mấy khi được dịp nghỉ lễ vài ngày, về quê chỉ quanh quẩn trong nhà buồn lắm. Nghỉ lễ với ba cho ba vui mà em. Ở nhà đã có cô Út rồi, mình thường xuyên gửi tiền về biếu ba, là ba và cô Út vui rồi. Ở quê có ai được như thế đâu. Không mấy khi nghỉ lễ dài ngày, nhà mình đưa con đi du lịch một chuyến cho biết đây biết đó. À, đi du lịch, thích quá, thích quá. Được rồi, thế cả nhà muốn đi du lịch ở đâu đây? Cả hai mẹ con cười tươi lên nào. Đó, anh thấy chưa? Cả nhà đi chơi thế này có phải vui không? Thế mà anh bảo về quê thì chán chết. Alo, cô Út à? Anh ơi, ba bị đột quỵ, đang ở trong viện cấp cứu, anh về ngay đi. Hả? Ba, sao ba lại? Được rồi, anh sẽ về ngay. Cô Út, ba sao rồi? Anh chị về rồi đó hả? Ơn trời, bác sĩ vừa bảo ba đã qua cơn nguy hiểm, nhưng ba cần yên tĩnh để hồi sức, đến chiều mới được vào thăm anh à. May quá, anh chị đã lo sốt vó lên. Em ra ngoài xe lấy chỗ thuốc và nhân sâm vào đi, tiện thể mua nước cho con uống luôn. Nó kêu khát suốt dọc đường. Vâng, đi thôi con. Bà sao ba lại để đột quỵ vậy? Sao em không để ý chăm sóc ba chu đáo một chút? Anh đã dặn nhiều lần rồi, có cái gì tốt nhất cứ mua mà dùng. Anh đã gửi tiền về, chỉ để cho cô và ba được sống đầy đủ, đàng hoàng. Thế mà... cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Song Phạc Ma. Lừa xám và lừa vàng. Anh ở đây không? Ăn ở đâu mà chả được? Anh nói hay nhỉ, đây là chỗ của tôi. Từ trước đến nay vẫn thế rồi còn gì. Anh ăn của người khác mà không thấy xấu hổ à? Có gì mà phải xấu hổ chứ. Chả lẽ ông chủ cho anh ăn, còn tôi thì nhịn à? Vô lý. Ra ngay, đồ lì lợm. Đừng tưởng tôi sợ anh nhé.
ấy ấy, cùng là chỗ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Việc chi mà các anh phải hung dữ với nhau như thế? Hôm nay phải cho biết tay ta. Được, có vợ thì xem ai thắng ai. Dừng tay lại, đừng đánh nhau nữa. Ôi, ôi. Lại chuyện gì nữa đây? Dừng tay lại, dừng lại ngay. Trời ơi, cho ăn đến tận miệng rồi còn lại phá nữa hả? Hôm nay phải cho chúng mày chừa đi mới được. Để xem chúng mày còn chành chọe nhau đến bao giờ. Giờ thì đã có hai bó cỏ rồi, mỗi đứa một phần, khỏi tranh giành. Phải đó. Để tôi ăn một miếng đã chứ. Anh đang làm cái gì thế? Còn lâu nhé, tôi phải ăn trước đã. Tất cả là do anh gây ra cớ sự ngày hôm nay nên tôi mới phải chịu hình phạt nè. Anh còn định đổ thừa cho tôi, không phải do anh lớn tiếng trách cứ tôi trước sao? Tôi còn mới ăn chưa hết được hai miếng cỏ. Thật bất công, nếu anh được ăn cỏ còn tôi phải chịu đói. Thế thì cứ kéo đi. Trước mặt là cả hai máng cỏ đầy, mà sao các cháu lại phải chịu đói thế này? Nhưng bạn ấy cứ kéo cháu lại mỗi khi cháu tới gần máng cỏ của mình. Sao hai đứa lại cứ phải đi về một phía? Thế chẳng khác gì thích cổ nhau lại. Sao không nghĩ cách đơn giản hơn là hai đứa cùng ăn hết phần cỏ này rồi lại sang phần cỏ khác, dễ dàng biết bao. Ồ, đúng rồi, hay quá, chúng ta làm thử xem. Vậy thì ra không nên tranh giành nhau nữa, mà phải cùng nhau hợp sức cậu ạ. Đúng vậy, chúng mình mà hiểu sớm thì đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ trán, lại còn bị đói cả đêm nữa chứ. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sông Phạc Ma. Cô nàng Lisa. Cô ấy đẹp quá, trông cô ấy thật kiều diễm. Mình đoán là nhà cô ấy rất quyền quý. Trông mình vừa xinh đẹp, dáng dấp lại kiêu sa, đài cát. Giá mà có nhiều tiền mua đồ hàng hiệu, nữ trang đắt tiền nữa, thì nhất định không có cô gái nào trong thành phố này sánh nổi với mình. Đáng tiếc là mình chẳng lấy gì làm giàu có. Xinh đẹp như mình, đáng ra phải ở trong một gia đình quý tộc, giàu có mới đúng chứ. Cuộc đời thật bất công. Sao cơ, cưới cậu sao? Vậy à, ừ, nhất định mình sẽ tới. Ừ, hẹn gặp lại cậu nhé. Làm sao bây giờ, Julia mời cưới. Cô ấy là con gái của thị trưởng, nhà giàu như thế. Hẳn hôm đó mời đến toàn những người sang trọng, quý tộc. Mình biết ăn bận thế nào đến đó đây. Thôi, cái này chắc cũng tạm tạm. Cũng may là mình dành dụm được mấy tháng lương để mua nó. Ôi, thế còn nữ trang, mình biết đeo cái gì bây giờ? Những thứ này toàn đồ rẻ tiền, đến đó toàn giới thượng lưu, người ta sẽ coi thường mình quê mùa. Làm sao bây giờ chứ? À, chị em ba bạn mình rất giàu mà. Hay là mình đến đó mượn nữ trang của chị ấy?
ôi, nhìn bộ sưu tập nữ trang của chị mà em hoa cả mắt, chúng tuyệt quá. Em cứ lựa bất cứ thứ gì mà em thích. Chị em ba, chị có thể cho em mượn cái dây chuyền này được không? Được chứ, em cầm lấy đi. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị em ba. Đúng là ở đây chẳng ai xinh đẹp lộng lẫy được như mình. Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng tôi được không? Được thôi. Bữa tiệc mới tuyệt vời làm sao. Lần đầu tiên mình được đến một bữa tiệc sang trọng như thế. Ôi, chuỗi kim cương, chuỗi kim cương đâu mất rồi? Chẳng lẽ rơi ở tiệc cưới rồi sao? Không thể nào, mình phải đi tìm nó ngay. Chuỗi kim cương không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Nó phải đáng giá mấy chục ngàn đô. Chị em ba sẽ giết mình mất. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chị em ba, em thật sự xin lỗi. Đây là số tiền mà em đã đi vay mượn khắp nơi, cũng như bán chiếc xe của mình. Chị cho em được trả trước. Em biết là chừng này chỉ được một phần nhỏ chuỗi kim cương đã mất. Phần còn lại em xin chị cho em được trả dần về sau. Mong chị tha lỗi cho em. Lisa, không sao đâu mà. Nó không phải là kim cương. Nó chỉ là một loại đá lấp lánh thôi em. Emma, chị nói gì cơ? Sao chị giàu có như chị mà cũng dùng loại trang sức rẻ tiền ấy à? Sao lại không chứ? Sao em lại quá quan trọng như thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nọ nếu em biết cái này là đồ giả, em sẽ không mượn nữa sao? Em... Người ta chẳng yêu quý hay tôn trọng ai đó hơn những thứ người đó khoác lên mình đâu. Lisa, em hãy cứ là chính mình, là em cũng rất đẹp rồi. Gấu trúc làm đẹp. Bộ lông của tớ mới mượt mà làm sao? Làm sao mà đỏ được với bộ lông của tớ? Ai cũng nói bộ lông màu hạt dẻ của tớ rất bền nã, mềm mại. Ừ, công nhận, nhưng vẫn thua bộ lông thỏ trắng. Cậu nhìn kìa, bộ lông của cậu ấy thật tuyệt vời, trắng muốt, tinh khiết và mượt mà. Đẹp ơi là đẹp. Đúng vậy, bộ lông của thỏ đúng là đẹp nhất khu rừng luôn. Thỏ ơi, bao nhiêu người mơ ước có được bộ lông như cậu đấy. Trắng tinh một màu, nhìn như một viên kẹo bông ngọt ngào ấy. Ôi, các bạn cứ quá khen. Sao bộ lông của mình không trắng như bạn thỏ mà lại loang lổ màu đen trắng? Thật chẳng ra làm sao. Chào gấu trúc. Bạn có chuyện gì mà buồn vậy? Này khỉ, tôi thấy chán bộ lông của mình quá. Cậu có thấy vậy không? Bộ lông của cậu đẹp mà. Đẹp gì mà đẹp, tớ chẳng thấy đẹp gì cả. Ước gì tớ có được bộ lông trắng muốt như thỏ trắng. Cậu muốn mình có bộ lông trắng muốt chứ gì? Đơn giản. Cậu nói sao? Cậu có thể giúp tớ có bộ lông màu trắng hả? Yên tâm, trắng đều luôn. Đảm bảo với bàn tay của tớ, cậu sẽ là người đẹp nhất khu rừng. Xong rồi. Ôi, thích quá. Cuối cùng mình đã có được một bộ lông trắng muốt. Cậu nhớ đừng để bộ lông của mình bị dính nước nhé, kẻo trôi mất màu đấy. Ta không là gấu trúc mà là gấu trắng xinh. Ta đẹp trắng lung linh với bộ lông màu nâng. Gấu trúc có phải cậu không? Đúng, là tớ đây mà. Bộ lông trắng muốt của tớ có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà nhìn gấu trúc thế này không quen. Cái gì mà không tự nhiên, rồi mọi người sẽ lác mắt vì bộ lông tuyệt vời của tớ. Gấu trúc kìa, đúng không?
Lạ quá, lạ quá. Một tuần sau. À, ngứa quá, ngứa quá. Ôi da, ngứa quá. Mình phải ráng nhịn vì sắc đẹp của mình. Cố lên. Gấu trúc ơi, đi chơi thôi nào. Ê, chào các bạn. Mùi gì thế nhỉ? Á, à, hôi quá, hôi quá. Ừ, mình hôi quá. Có khi phải đi tắm thôi. Các bạn đợi mình chút. Mình đi tắm xong sẽ ra chơi với các bạn nha. À, mà không được. Thí dặn mình là không được tắm. Nếu mà tắm á, thì sẽ bị trôi hết màu thôi. À, đây rồi. Nước hoa hồng của chị bướm tặng rất thơm. Thơm quá, thơm quá. Chúng ta sẽ ra bìa rừng chơi nhé. À, ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Ôi, ôi, à! Bộ lông trắng muốt của tôi. Phải tránh nước, tránh nước. Ôi, ôi, à. Ồ, bạn gấu trúc đấy à? Gấu trúc ơi, tớ muốn kết bạn với cậu lâu rồi mà chưa có dịp. Ồ, tớ ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn có một bộ lông thật sự rất ấn tượng đấy. Ấn tượng hả? Đúng vậy, nhìn xem. Những mảng màu đen trên người cậu như một chiếc áo khoác lửng hợp mốt. Đẹp ơi là đẹp. Còn bộ lông của tớ thật là đơn điệu nhàm chán. Chỉ có duy nhất một màu. Ước gì tớ có được chiếc áo khoác lửng giống của cậu. Thật, thật vậy sao? Thật đấy. Đúng không các cậu? Đúng vậy, đúng vậy gấu trúc à. Hóa ra bộ lông của mình lại đẹp như vậy. Vậy mà mình lại không nhận ra. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.